Xin chào anh em đã quay trở lại với Học Viện Gaming. Khác với những năm trước, phiên bản mới của tựa game bóng đá hot nhất là FIFA hiện đã được EA đổi tên thành EA Sports FC 24 với rất nhiều tính năng mới và đặc biệt dành sự ưu ái cho hệ máy Nintendo Switch sau nhiều năm ngỏ lơ. Đây có thể nói là bước ngoặt lớn mở ra kỷ nguyên mới cho dòng game bóng đá lâu đời của EA. Các fan làng túc cầu giờ đây sẽ có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ trên một tựa game bóng đá. Và video này sẽ tổng hợp cho anh em toàn bộ thông tin về tựa game EA Sports FC 24 nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Ngày phát hành chính thức của EA Sports FC 24 sẽ là vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, tức là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là chúng ta đã được trải nghiệm phiên bản mới nhất của EA Sports FC 24 rồi. Hiện tại EA phát hành hai phiên bản cho phần game lần này là bản Standard và Ultimate với những đặc quyền khác nhau. Ở phiên bản Standard được bán với mức giá $70 thì anh em sẽ sở hữu bản game EA Sports FC 24 mới nhất cùng một số ưu đãi cho Ultimate Team, thuê cầu thủ, tuyển mộ huấn luyện viên 5 sao vân vân. Còn ở phiên bản Ultimate với mức giá $100 thì sẽ có thêm nhiều đặc quyền khác như là truy cập chơi sớm trước 7 ngày so với ngày phát hành, Ultimate Team Kit, Ultimate Team Campaign, loan player item từ Nike, FC Boys vân vân. EA Sports FC 24 hiện tại là tựa game bóng đá quốc dân nên cũng sẽ phát hành trên hầu hết tất cả các nền tảng chơi game như là Xbox Series X, Series S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch và PC. 30 Jahre lang haben wir dich in vollen Stadien auf den Rasen gebracht. Aber jetzt bringen wir dich noch näher. Na dann los. Về phần tính năng thì EA Sports FC 24 sẽ có hơn 700 đội bóng đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các đội từ giải ngoại hạng Anh, Bundesliga của Đức, Serie A của Ý, La Liga của Tây Ban Nha. Tại buổi livestream giới thiệu mới đây thì EA cũng xác nhận thỏa thuận mới giữa EA Sports với UEFA. Theo đó thì người chơi có thể tham dự Champions League, Women's Champions League, Europa League và Super Cup. EA cũng có bản quyền hơn 19.000 cầu thủ khắp nơi trên thế giới, hơn 700 đội bóng và hơn 30 giải đấu, tạo nên trải nghiệm game bóng đá chân thực nhất và đầy đủ nhất. V stands for the Volumetric Capture Technology. It's a game changer. Công nghệ HyperMotion V là một loại công nghệ sử dụng dữ liệu thể tích hay còn gọi là Volumetric Data từ hơn 180 trận bóng đá chuyên nghiệp của nam lẫn nữ trong các giải đấu hàng đầu thế giới như là UEFA Champions League, ngoại hạng Anh và La Liga. Sau đó sử dụng các thuật toán máy học để tái tạo lại chi tiết những chuyển động của mọi thứ trên sân trong thời gian thực để mang đến hình ảnh và chuyển động giống thật nhất có thể trong phần game lần này. Công nghệ HyperMotion V sẽ được ứng dụng trong các tính năng trong game như là Full Team Volumetric Motion, AI Mimic, Accelerate 2.0, Kinetic Physical Play, AI True FlyBorn Physics và AI Hands. Tính năng thứ hai đó là Playstyles, nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là lối chơi. Đúng vậy, được tối ưu hóa bằng cách sử dụng dữ liệu từ Opta. một công ty chuyên phân tích dữ liệu bóng đá và các nguồn thông tin khác. Tính năng Playstyles sẽ mang đến chiều sâu cho mỗi cầu thủ và nhấn mạnh vào phong cách, lối chơi của họ trên sân. Mỗi cầu thủ sẽ có lối chơi khác nhau và điều này sẽ khiến cho trải nghiệm trong game trở nên thực tế hơn. Anh em hãy nghĩ đến những cú sút uy lực của Erling Haaland, những pha bứt tốc xé gió của Kylian Mbappe hay những pha rời bóng lắc léo của Neymar đi. Thật tuyệt khi mình có thể tự mình thi triển điều đó trong game, đúng không nào? Và cuối cùng, Frostbite Engine được cải thiện đáng kể để biến không gian trên sân cỏ trở nên thật sự sống động. Và lần đầu tiên, công nghệ độc quyền này sẽ được mang lên Nintendo Switch. EA và đội ngũ của Frostbite Engine đã làm việc trong nhiều năm để có thể đưa những công nghệ phức tạp này lên Switch. Giờ đây thì bạn có thể trải nghiệm được một tựa game bóng đá đỉnh cao như FC24 ở bất cứ đâu nhờ thế mạnh của chiếc máy chơi game nhà Nintendo. Bên cạnh đó thì nhiều mô hình nhân vật đã được thiết kế lại. Chuyển động hay còn gọi là animation giờ đây sẽ mượt mà hơn và những đặc điểm nhận dạng của cầu thủ sẽ được hiện lên rõ ràng hơn. Và đó là toàn bộ những thông tin mình tổng hợp được về tựa game bóng đá hot nhất hiện tại EA Sports FC 24. Cá nhân mình cũng là một người yêu bóng đá và cũng rất nóng lòng chờ đợi phần game lần này, đặc biệt là chơi trên Nintendo Switch. Ý kiến của anh em thế nào về sự cải tiến lớn lần này của FC 24? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên Học Viện Gaming nhé. Bye bye.